Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ 3, ngày 24 tháng 1 năm 2023 của 12 con giáp. Thông tin tổng quan ngày 24 tháng 1 năm 2023, tức ngày mùng 3 tháng 1 âm lịch, ngày Nhâm Ngọ, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão, cụ thể như sau. Trực chấp, tốt cho khởi công xây dựng, tránh xuất hành, di chuyển, khai trương. Tuổi xung ngày, Giáp Tý, Canh Tý, Bình Tuất, Bình Thìn. Tuổi hợp trong ngày, ngày Ngọ, Lục Hợp Mùi, Tam Hợp Dần và Tuất thành Hòa Cục. Giờ hoàng đạo trong ngày, giờ Tý, từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu, từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Mão, từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ, từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Thân, từ 15 giờ đến 17 giờ và giờ Dậu, từ 17 giờ đến 19 giờ. Hướng tốt xuất hành là hướng Nam và hướng Tây. Xem tử vi hàng ngày, dự báo 4 tuổi lộc chảy về đầy kép trong ngày thứ 3 này sẽ là các tuổi Dần, tuổi Tỵ, tuổi Mùi và tuổi Tuất. Để biết vận trình của bạn hùng cát ra sao, mời quý anh chị và các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 24 tháng 1 năm 2023 của 12 con giáp chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý, xem tử vi hôm nay, tuổi Tý có thể gặp chút sự cố khiến cho bạn không hài lòng trong ngày cục diện tương xung án ngữ, có thể là mối quan hệ với ai đó bị sứt mẻ, hay thái độ của một người quen khiến cho bạn cảm thấy khó chịu và có thể sẽ phản ứng thẳng ra mặt. Hung vận tăng cao trong ngày mùng 3 Tết, coi nhắc nhở tuổi Tý hãy chuẩn bị thật kỹ cho một việc quan trọng hôm nay. Sự chủ quan có thể khiến cho bạn gặp rắc rối không đáng có ngay từ những ngày đầu năm. May mắn tạm rời xa trong dịp hiếm hoi như thời điểm này, do vậy bạn nên đề cao cảnh giác. Trong ngày thủy hỏa xung khắc, bản mệnh có thể sẽ phải đối mặt với những biến động trong vận trình tình cảm. Người độc thân tuy có cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc với người khác phái, nhưng do chưa biết tận dụng thời cơ nên có thể khiến cho nhân duyên giảm đi trông thấy. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, không hài lòng với một vài sự cố xảy ra trong ngày. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, mối quan hệ với ai đó bị sứt mẻ, phản ứng thẳng ra mặt. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hòa, nên có sự chuẩn bị thật kỹ nếu định tiến hành việc quan trọng. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, có thể gặp rắc rối không đáng có ngay từ những ngày đầu năm. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, đối mặt với những biến động trong vận trình tình cảm. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường xanh dương, đen, quý nhân phù trợ Sửu, Thân, Thìn. Tử vi tuổi Sửu, xem tử vi hàng ngày, tương hại tác động, người tuổi Sửu chớ nhẹ dạ cả tin vào những lời dụ dỗ hay mời mọc ngọt tay của ai đó mà rước họa vào thân. Hãy kiểm chứng thông tin kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Sự nóng vội và chủ quan của bạn có thể khiến cho bản thân phải trả giá đắt ngay từ những ngày đầu xuân năm mới. Về tài chính, dù vẫn trong kỳ nghỉ Tết nhưng tuổi Sửu đã có nhiều khoản tiền phải chi tiêu trong hôm nay. Bạn cố gắng kiểm soát túi tiền của mình để tránh tình trạng thất thoát. Hôm nay cũng không phải là ngày thích hợp để khởi động các kế hoạch kinh doanh, đầu tư bởi hung vận của bạn đang khá lớn. Bù lại, dịp Tết này lại là thời điểm đường tinh duyên của tuổi Sửu nở rộ nhờ có hỏa sinh thổ. Trong những ngày đầu năm, con giáp này có thể sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp với mình, kết thúc chuỗi ngày độc thân trước đó. Còn với những người đã lập gia đình, sự hòa hợp giữa vợ chồng trong những ngày Tết giúp bầu không khí gia đình luôn đầm ấm, yên vui. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, chớ nhẹ dạ cả tin vào những lời dụ dỗ hay mời mọc ngọt tay. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, kiểm chứng thông tin kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hòa, có thể phải trả giá vì sự nóng vội và chủ quan của bản thân. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, nhiều khoản tiền phải chi tiêu nên kiểm soát túi tiền cẩn thận. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, tinh duyên nở rộ, người độc thân tìm được người tâm đầu ý hợp. Con số may mắn 1, 5, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường cà phê, vàng, quý nhân phù trợ Tỵ, Dậu, Tý. Tử vi tuổi Dần, tử vi ngày mùng 3 Tết Quý Mão dự đoán người tuổi Dần may mắn được tam hợp cục che chở nên vận trình ngày hôm nay trôi qua khá nhẹ nhàng và thuận lợi. Với những dự định kế hoạch đầu năm mới của bạn đều sẽ được tiến hành một cách trôi chảy, đem về những kết quả ban đầu rất khả quan. Chẳng những vậy, đường tài lộc của con giáp này còn được thần tài chiếu cố. Bạn có thể nhận được một khoản tiền rất khá do người khác biếu tặng hoặc là từ vận may của mình mà trúng được.
Tuy nhiên, bạn không nên quá ỷ lại vào miếng bánh từ trên trời rơi xuống này, mà chỉ nên xem nó như một niềm vui nhỏ cho ngày Tết thêm phần thú vị. Mộc sinh hỏa, chuyện tình cảm của bạn đang trở nên tốt đẹp hơn hẳn so với thời gian trước đó. Bạn và người ấy dành khoảng thời gian ấm áp bên nhau, cùng nhau chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Không khí hân hoan trong những ngày Tết giúp cả hai xích lại gần nhau hơn. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, vận trình ngay trôi qua khá nhẹ nhàng và thuận lợi. Tử vi tuổi Bình Dần, Hòa, dự định kế hoạch đầu năm mới được tiến hành trôi chảy. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, đường tài lộc có thần tài chiếu cố, nhận được một khoản tiền. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, không nên quá ỷ lại vào may mắn từ trên trời rơi xuống. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, chuyện tình cảm tốt đẹp hơn hẳn so với thời gian trước đó. Con số may mắn 3, 5, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá, xanh lam, quý nhân phù trợ, ngọ, tuất, hợi. Để xem tuổi của bạn một cách nhanh nhất, hãy chọn mốc thời gian tương ứng đã được chủ thích trong phần mục lục ngay dưới đây. Tử vi tuổi Mão, trong ngày mùng 3 Tết, người tuổi Mão bị cục diện tường phá cản trở nên vận khí có phần sa sút. Bạn mệnh có điểm báo sẽ gặp khá nhiều rắc rối liên quan đến việc ứng xử bởi những thông tin sai lệch hay lối diễn đạt chưa rõ ràng, lời nói dễ bị hiểu sai ý. Các mối quan hệ đang từ thân thiết bỗng xảy ra khúc mắc, thậm chí có người còn phản ứng rất mạnh mẽ với lời nói của bạn mệnh. Vì vậy, hãy chắc chắn mình đã kiểm tra mọi thứ và cẩn trọng khi diễn đạt suy nghĩ của mình. Khi bị hiểu lầm, bạn nên từ tốn giải thích, chớ nên tỏ thái độ gay gắt, kẻo mọi chuyện sẽ càng căng thẳng. Ngày nay, tình cảm lửa đôi, gia đạo vẫn duy trì được sự ổn định, gắn bó thân thiết. Hai bên đều muốn giữ hòa khí trong những ngày Tết nên dù có bất bình về vấn đề gì đó cũng cố gắng cho qua nhẹ nhàng, việc lớn hóa việc nhỏ. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, vận khí có phần sa sút, có thể rắc rối liên quan đến việc ứng xử. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hòa, cẩn trọng với thông tin sai lệch hay lối diễn đạt chưa rõ ràng. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, các mối quan hệ đang từ thân thiết bỗng xảy ra khúc mắc. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, nên từ tốn khi bị hiểu lầm, chớ tỏ thái độ gay gắt. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, tình cảm lửa đôi, gia đạo vẫn duy trì được sự ổn định. Con số may mắn 5, 3, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường đen, trắng, quý nhân phù trợ, hợi, mùi, tuất. Tử vi tuổi Thìn, sự xuất hiện của hung tinh thiên quan cảnh báo người tuổi Thìn nên đề phòng những chiêu trò của tiểu nhân trong ngày hôm nay. Thị phi từ đầu đưa tới khiến cho con giáp này phải giải thích mà không hẳn đã có hiệu quả. Chính vì thế, bạn có thể sẽ mất đi những cơ hội xây dựng các mối quan hệ tốt cho công việc của mình. Tử vi hôm nay còn dự báo tình hình tài chính của bạn xuống dốc không phanh. Bạn gần như đang gặp nhiều bất lợi trong việc kiểm soát nguồn tiền của mình nên hãy cố gắng hạn chế chi tiêu nhất có thể. Có vẻ như dịp Tết này đã tiêu tốn của bạn một khoản không nhỏ, bạn nên đánh giá lại tình hình khách quan hơn. May mắn có ngũ hành tương sinh nên đường tình duyên của con giáp này vô cùng êm đẹp. Bạn dễ được sự cảm thông, chia sẻ với bạn đời của mình và tạo cho nhau sự hài lòng. Tình cảm của cả hai người đang ngày càng khăng khít, bạn nồng. Những người độc thân cũng dễ có cơ hội may mắn gặp được người tầm đầu ý hợp với mình. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hòa, đề phòng chiêu trò của tiểu nhân, có thị phi đổ xuống đầu. Tử vi tuổi Bình Thìn, Thổ, có thể sẽ mất đi những cơ hội xây dựng các mối quan hệ tốt. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, tình hình tài chính xuống dốc, gặp khó khăn khi kiểm soát nguồn tiền. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, tiêu tốn cho dịp Tết một khoản không nhỏ nên đánh giá lại tình hình. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, tinh duyên êm đẹp, dễ có được sự cảm thông và chia sẻ của bạn đời. Con số may mắn 5, 8, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường nâu, vàng, quý nhân phù trợ, Dậu, Tý, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, xem tử vi hàng ngày, người tuổi Tỵ được thiên tài che chở nên gặp nhiều may mắn ở phương diện tài lộc. Bản mệnh giành được cơ hội để có thể kiếm tiền bằng chỉ sức mình. Mới đầu năm thôi nhưng bạn đã cho thấy sự nhạy bén, nắm bắt thời cơ, dẫn đầu xu hướng. Cát khí vượng hôm nay còn rất có lợi cho người làm kinh doanh và có thể tranh thủ cơ hội này để khởi động, xúc tiến một vài kế hoạch buôn bán đầu năm. Những lợi nhuận và thành quả thu về vào thời điểm này là điềm báo đầu xuôi đuôi lọt, báo hiệu cả năm sẽ khấm khá. Tuy nhiên, trong ngày không có ngũ hành ủng hộ, chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ có thể vấp phải trục trặc nhất định.
Có lẽ có quá nhiều việc cần phải lo toan khiến cho bản mệnh và người ấy căng thẳng, nảy sinh xung đột. Chuyện chẳng có gì nhưng cả hai người cùng mệt mỏi nên mới dễ tranh cãi. Tử vi tuổi Ất Tỵ, hòa gặp nhiều may mắn ở phương diện tài lộc, kiếm tiền bằng sức mình. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thổ có sự nhạy bén, biết nắm bắt thời cơ, dẫn đầu xu hướng. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, mộc có thể khởi động, xúc tiến một vài kế hoạch buôn bán đầu năm. Tử vi tuổi Tân Tỵ, kim điềm báo, làm ăn đầu xuôi đuôi lọt, báo hiệu cả năm khấm khá. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thủy, chuyện tình cảm có thể vấp phải trục trặc nhất định. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường đỏ, cam, quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. Tử vi tuổi Ngọ, ngọ ngọ tự hình, người tuổi Ngọ có thể sẽ vướng vào mâu thuẫn với họ hàng, giữa các anh chị em hay người thân trong gia đình. Đừng vì lợi ích nhỏ mà để cảm xúc nóng nảy nhất thời che mờ lý trí, đánh mất hạnh phúc quý giá. Tài lộc cũng không mấy khả quan trong hôm nay, việc làm ăn của bản mệnh có thể bị nán trở và dễ gây thất thoát tiền bạc. Do đó, nếu có giao dịch tiền bạc trong ngày này, bạn tốt nhất nên thận trọng để có được nguồn tiền bạc ổn định tốt nhất, tránh vội vàng sơ sẩy mà khiến cho Tết mất vui. Đường tình duyên của con giáp này cũng không mấy suôn sẻ. Bạn nên kiểm soát lại thái độ và lời nói của mình để tránh xung đột không đáng có. Việc gì đáng thì nói, không nên đáng thì cho qua, chớ nổi giận bởi điều này chẳng giải quyết được việc gì, còn làm cả hai thêm tổn thương. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, kim có thể sẽ vướng vào mâu thuẫn với họ hàng, người thân. Tử vi tuổi Bình Ngọ, thủy, chớ để cảm xúc nóng nảy nhất thời che mờ lý trí, đánh mất hạnh phúc. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, hòa, Tết là dịp vui nên tốt nhất hãy hạn chế xích mích, cãi vã. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thổ, tài lộc không mấy khả quan, việc làm ăn dễ bị ngáng trở. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mộc, nên kiểm soát thái độ và lời nói khi giao tiếp với nửa kia. Con số may mắn 5, 4, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường hồng, tím, quý nhân phù trợ, tuất, mùi, dần. Tử vi tuổi Mùi, có cục diện lục hợp che chở, người tuổi Mùi được dự báo sẽ có một ngày ưng ý với mọi việc xảy đến với mình. Cát khí lan tràn, không có lý do gì mà bản mệnh không tận dụng những thời cơ tốt xuất hiện trong ngày để hỗ trợ cho công việc như thiết lập quan hệ ngoại giao, tặng quà trong dịp lễ Tết. Con giáp này còn dễ gặp may ở phương diện tài lộc, bạn được người khác gợi ý các cơ hội kiếm tiền và chỉ cần bản mệnh lưu tâm một chút thì không lo về sau không có tiền bạc cầm tay. Những khoản thu đến khá bất ngờ nhưng bạn cũng nhớ cần phải chi tiêu hợp lý, kẻo khi cần lại không thấy tiền bạc ở đâu. Hỏa sinh thổ giúp cho chuyện tình cảm của tuổi Mùi với nửa kia cũng có nhiều khởi sắc. Hai bạn trở nên tâm đầu ý hợp, đôi khi người ấy có thể đoán được bạn đang muốn gì mà không cần phải nói ra. Tử vi tuổi Ất Mùi, kim, ưng ý với mọi việc xảy đến với mình trong ngày mùng 3 Tết. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thủy, có thể tận dụng thời cơ tốt xuất hiện để xây dựng quan hệ ngoại giao. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, hòa, dễ gặp may ở phương diện tài lộc, được gợi ý cơ hội kiếm tiền. Tử vi tuổi Tân Mùi, thổ, cần phải chi tiêu hợp lý, kẻo khi cần lại không thấy tiền bạc ở đâu. Tử vi tuổi Quý Mùi, mộc, tình cảm lửa đôi có nhiều khởi sắc, đôi lứa tâm đầu ý hợp. Con số may mắn 6, 7, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường vàng, trắng, quý nhân phù trợ, mão, ngọ, hợi. Tử vi tuổi Thân, nếu có việc quan trọng phải giải quyết trong hôm nay, người tuổi Thân cũng có thể dễ dàng xử lý mọi chuyện đâu ra đấy nhờ có thiên ấn tương trợ. Bạn sẽ hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao, báo hiệu một tương lai tươi sáng. Bạn cũng sẽ nhận thấy rằng những điều mình đánh đổi là hoàn toàn xứng đáng. Con giáp này có thể tranh thủ thời gian dành trong những ngày nghỉ Tết để tự lập kế hoạch, mục tiêu cho cả năm 2023 của mình. Khi đã có lộ trình phát triển rõ ràng, bạn sẽ càng trở nên kiên định hơn và dễ dàng đạt được thành công hơn so với những năm vừa qua. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc nên người tuổi Thân dễ vướng phải tranh chấp giữa anh em, người thân trong gia đình. Ngay Tết kiêng kỵ việc mâu thuẫn, cãi vã. Vì vậy, bạn hãy bao dung và rộng lượng với mọi người hơn, không nên để chuyện bé xé ra to. Tử vi tuổi Giáp Thân, thủy, dễ dàng xử lý mọi chuyện đâu ra đấy, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tử vi tuổi Bình Thân, hòa, những điều đánh đổi là hoàn toàn xứng đáng. Tử vi tuổi Mậu Thân, thổ, có thể tranh thủ tự lập kế hoạch, mục tiêu cho cả năm 2023. Tử vi tuổi Canh Thân, mộc, thêm kiên định hơn khi đã có lộ trình phát triển rõ ràng. Tử vi tuổi Nhâm Thân,
Kim dễ vướng phải tranh chấp giữa anh em và người thân trong gia đình. Con số may mắn 4, 6, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, bạc, ánh kim, quý nhân phù trợ, Thìn, Tý, Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, cục diện hình thái tuế là điềm báo người tuổi Dậu có nhiều chuyện phải bận tâm trong hôm nay. Bạn gần như không có được cơ may về tài lộc khi có những khoản chi bất thường. Có những việc tưởng chừng như đang tiến triển rất ổn nhưng lại phát sinh những vấn đề rắc rối khiến cho bạn loay hoay, đụng đầu hỏng đấy. Không những vậy, tình cảm cũng sẽ có những rạn nứt nếu như bản mệnh và người ấy không biết cách thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau. Cả hai đều cần học cách biểu đạt cảm xúc của mình khéo léo hơn để nhận được sự thấu hiểu và thông cảm thay vì những hờn giận trách móc do thiếu sự sẻ chia. Hướng xuất hành may mắn của bản mệnh trong ngày mùng 3 Tết sẽ là hướng Nam. Hướng này không chỉ giúp vận tình cảm tốt mà có thể gặp may ở đường công danh. Người tuổi Dậu cũng nên tìm cách để kết nối với đối tác và mối quan hệ trong thời điểm này. Cách làm đó sẽ mang lại cho bạn nhiều lợi ích. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy có nhiều chuyện phải bận tâm trong ngày mùng 3 Tết. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hòa gần như không có cơ may về tài lộc, nhiều khoản chi bất thường. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ rắc rối phát sinh bất ngờ, loay hoay giải quyết. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc tình cảm dễ rạn nứt khi thiếu đi sự tôn trọng lẫn nhau. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim nên xuất hành theo hướng may mắn để được thuận lợi. Con số may mắn 5, 8, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường trắng, xám, quý nhân phù trợ Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, với sự xuất hiện của cục diện tam hợp, người tuổi Tuất có thể yên tâm tận hưởng ngày mùng 3 Tết mà không gặp bất cứ rắc rối nào. Bạn có thể tranh thủ ngày này để đi chúc Tết lãnh đạo, đồng nghiệp, khách hàng, gia tăng các kết nối xã giao của mình sẽ rất tốt cho sự nghiệp. Ngày nay tài chính của tuổi Tuất cũng rất khả quan, bạn không những không cần tốn kém mà còn may mắn nhận được nhiều nguồn thu đáng kể. Có nhiều người được cho tiền, nhận được quà biểu tặng hoặc nhận được nhiều tiền mừng tuổi. Đôi khi bạn sẽ cần dùng đến tiền nhưng nhìn chung nguồn thu của bạn vẫn không bị tác động quá nhiều. Ngày ngũ hành tương sinh, nếu vẫn còn độc thân, bạn có cơ hội đón vận đào hoa nở rộ. Chỉ cần chú ý cách ăn mặc, cách ứng xử chốn đông người, bạn cũng dễ dàng tạo được ấn tượng mạnh đối với những người xung quanh. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hòa có thể tranh thủ ngày này để đi chúc Tết, tạo dựng mối quan hệ. Tử vi tuổi Bình Tuất, Thổ tài chính khả quan, nhận được nguồn thu đáng kể. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc có thể được cho tiền, được nhận quà biểu tặng hay tiền mừng tuổi. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, người độc thân có cơ hội đón vận đào hoa nở rộ. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, chú ý cách ăn mặc, cách ứng xử chốn đông người để gia tăng nhân duyên. Con số may mắn 8, 6, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cà phê, quý nhân phù trợ, Ngọ, Mão, Dần. Tử vi tuổi Hợi, xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, tỷ kiên tác động, người tuổi Hợi được nhắc nhở nên chú ý cách nói năng diễn đạt của mình để tránh những tranh cãi không đáng có. Bạn có thói quen góp ý mọi người quá mức thẳng thắn. Khi có ý định phê bình ai, bạn nên sử dụng từ ngữ nhẹ nhàng và uyển chuyển giúp người nghe dễ tiếp thu hơn. Con giáp này cũng cần chú ý chi tiêu hơn trong hôm nay, suy nghĩ kỹ trước khi mở túi trong bất cứ việc gì. Trong những ngày Tết này, bạn có xu hướng vùng tay khá thoải mái. Hôm nay, thủy hỏa xung khắc, bạn và người ấy có vẻ khắc khẩu, ý kiến của cả hai có đôi chỗ mâu thuẫn với nhau. Ngày Tết nên tránh cãi vã, nếu đôi bên đều đang nóng giận thì nên tạm dừng cuộc nói chuyện và chờ đến lúc thích hợp hãy chia sẻ với nhau. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hòa nên chú ý cách nói năng diễn đạt để tránh những tranh cãi không đáng có. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ nên sử dụng những từ ngữ nhẹ nhàng và uyển chuyển khi góp ý. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc cần chú ý chi tiêu, suy nghĩ kỹ trước khi mở túi. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim đôi lứa dễ xảy ra khắc khẩu do mâu thuẫn ý kiến. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy nên tạm dừng cuộc nói chuyện khi đang nóng giận. Con số may mắn 3, 5, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường đen, trắng, quý nhân phù trợ Mão, Mùi, Dần. Đánh giá tử vi thứ 3 ngày 24 tháng 1 năm 2023 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Đó có thể là tuổi Dần, tuổi Mùi hay tuổi Tuất. Con giáp nào dễ vướng phải nhiều rắc rối nhất trong ngày hôm nay? Đó có thể là con giáp tuổi Tý, con giáp tuổi Thìn hay con giáp tuổi Ngọ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.
Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Nghệ Tốt nhé!